Nhưng mà bắt tay ở ngoài giùm em cái sao? Mình đem mặt mày nó mà sao nó hỏi như ta. Nhà sẽ ăn cái luôn sao?
Đúng rồi. Ăn sáng chơi cho mát. Sáng đang chơi mà ảnh nhắn tin cho em nãy giờ 5-6 tin giờ hai máy luôn. Cái máy này không có nghe tiếng nha. Nhắn tin qua không có nghe tiếng.
Vô nhà tí nha. Gì vậy con? Cái gì vậy? Thiên gì vậy? Thịt heo.
Thank you.
nhà nó bụng nhớ nói em tiếng tiếng trước nha. Không biết cơm như đây đủ ăn không nữa, nãy em ăn có nửa chén à hả? Trời ăn nãy ăn hết dĩa đồ bắp rồi, ráng ăn ăn đồ bắp nhiều cho nó hết. Không mà nhìn đồ bắp nó cũng già thiệt, nó hơi già thôi, cũng non non và dài vậy đó chứ không có phải là già thằng. Cái đuôi thì nó eo mà cái đầu cái cùi của nó già thằng à, nhưng mà vẫn ăn được, hơi dẻ giống như anh vậy đó. Cái gì nó cũng hơi hơi chứ. Ôi xài ơi,
Cái gì vậy?
cho ra rồi nè. Không biến lắm. Lâu chưa bữa. Chơi chơi với chén á. Ai mới đọc anh chơi. Chơi đi. Cái vụ tôi nghe tôi không có ghiền game đâu, ta là gì lịch sự văn minh lắm, không ai như ai kia đâu. Nói gì bạn? Không có gì.